Hello, được coi Nhật, chào tất cả anh em cầu thủ nha. Hôm nay em lên cần máy và cho anh em cầu nha. Cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là em đã bao ship nha, bao ship luôn. Rồi anh em nhớ liên hệ số điện thoại có ghi trên màn hình nha. Rồi đầu tiên xin phép lên một cây cần 3 khúc đây. Đây, một cây cần 3 khúc này, chất liệu là carbon nha, chất liệu là carbon sóng vòng này. Đấy, cây này chuyên về cho anh em lua. Cái này là độ dài là 3m30. Đây, cái này là của thằng Korea xuất Nhật nha, của Hàn Quốc xuất Nhật. 3m30. Đấy. Cái này thì độ cứng khoảng 20 thôi. Nó là có độc hình, nó có độc tháp một khúc của chỗ này này. Đấy, độc độc phíp nha, phíp trắng. Còn lại là carbon sóng vòng này. Rồi cái này 3 khúc, độ dài là 3m30 của Hàn Quốc. Rồi cái này để cho anh em giá là 500k nha, 500k 3 khúc carbon. Đấy, Hàn Quốc nha. Giá hôm nay là 500k. Mã số 1. Số 1 là 500k nha, 3 khúc 3m30. Rồi bên em có bán phao cua đài nha. Đây, phao cua đài là phao này, nó phao dạ quang ban đêm luôn. Rồi 5 quả nha. Đấy, 5 quả, 5 quả giá là 120k là 5 quả nha. Đấy, hàng em bán ra là đã bao gồm phí ship hết rồi nha. Đấy, gồm có size là 0.5, 0.8 nha. Loại này là loại dạ quang, phao cua đài rất là thông minh luôn. Dòng này nó có dạ quang khúc này nha, màu xanh này, nó rất là sáng. Anh em nhìn này, nhìn kiểu này anh em thấy sáng không? Đấy, nó là dạ quang hai cái màu xanh này, phao cực kỳ đẹp luôn. Rồi 5 quả 120k nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 tiếp tục là một cây càng 2 khúc. Một cây càng 2 khúc, cây này là hàng NFT. Cây này là cứng 80 độ dài, cây này là 3m. Cây này là cứng 80 độ dài là 3m này. Chất liệu là carbon hai da này, chất liệu là carbon hai da sóng vòng này. Đấy, chất liệu là carbon hai da sóng vòng này, khoe là khoe fuxi biển này. Đây, anh em nhìn này, cái cây càng này là nó sắn tới đầu ngọn luôn nha. Đây, nó sắn tới đầu ngọn luôn này, sắn hai da tới ngọn luôn nha. Rồi cái này mã số 2, giá em là 1.800.000 nha, 1.800.000, cứng 30 được cứng 80 được dài là 3m30. Chuyên về cho anh em lưu relax hoặc là câu ngâm lăn xe gì đến cầu lực nha. Hàng của NFT, hàng nội địa nha. 3m cứng 80. Và số 2, 1.800.000. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là một cái càng đây. Rồi, mã số 3 tiếp tục là một cây cần đây qua. Đây, một cây cần tay đây, một cây cần đây qua nha. Cái này là cứng 150 độ dài, cái này là 24. Chất liệu là carbon, trang bị là khoe fuxi biển thế này nha. Đây, một đây thế này đây. Cái này là pad fuxi luôn. Pad fuxi nha, cần là mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào. Dàn khoe nó đây. Rồi, cái này là 2 khúc độ dài 24, cần mới tinh, chưa xuống nước lần nào hết của thằng đây qua. Đây, ngoại hình cần của thằng đây qua nha, 24, chất liệu là carbon sóng vòng, cứng 150 đến 150 nha. Dàn khoe là dàn khoe fuxi. Đấy. Rồi. Cái này để cho anh em giá là mã số 3. Cái này để cho anh em giá là 1.500.000. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay, cái này là độ dài là 5m4. Đấy, một cây cần tay rồi tư phô cần, cái này rất là đẹp, chất liệu là carbon sóng vòng này, nó kiểu như hay da vậy. Đây, đầu phút ra phô cần này, cái này là cứng mấy hát đây, cái này là cứng là 4h nha, chất liệu là carbon sóng vòng thế này này, chất liệu là carbon sóng vòng thế này nha.
cái phôi nó rất cực kỳ đẹp luôn. Phôi con này làm rất là tỉ mỉ luôn nha. Rồi cây này 5m4, cứng 4H, cây này để cho anh em giá là 1 triệu, mã số 4. 1 triệu nha, cần tay carbon. Cứng 4H giá là 1 triệu 5m4. Hàng nội địa Nhật. Tiếp tục mã số 5. Rồi. Rồi. Mã số 5 tiếp tục là một cây cần hai khúc. Cây này là cây cần Kentucky. Cây này là cứng 200, độ dài cây này là 24, chuyên cho anh em câu biển nha. Ngoại hình cây cần này, ngoại hình cây cần này có bị xe xước này, thấy không? Đấy. Còn đây. À, cứng 200 nha, độ dài cây này là 24, làm dòng này là được làm từ ống giáp chống đạn, cần này lại cần siêu bền nậu đồng cố đá, độ dài cái này là 2m40 đấy. Dòng này cần anh em câu 5-10 năm được nha, cần em bán bên em bán là có bảo hành hết cho anh em nha, nên chờ thoải mái khỏi phải suy nghĩ luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 2.200.000, mã số 5, cứng 200, độ dài 24, chất liệu là carbon hai da, hàng bên em bán ra là có bảo hành cho anh em chờ thoải mái. Dòng này thì dòng cực kỳ trâu bò nè, làm từ áo giáp chống đạn máy bay rồi đây. Đấy, 2.200.000 nha, 2m4. Mã số 5, 2.200.000. Tiếp tục mã số 6. Rồi, mã số 6 tiếp tục là một con máy câu Utega. Đây, một con máy câu tia Utega nha, dòng này là dòng Shimano. Đấy, dòng là dòng XT này chuyên cho anh em đánh lục xa bờ. Con này là xây theo máy 6.000, sự thật con này là khoảng 8.000 nha. Đây, dòng đời cao ABS, mô pin sóng đu tay trái phải, dòng này chiên cho anh em đây, cho anh em đánh lục xa bờ rồi đây. Rồi con này để cho anh em giá là 1.400.000 nha, 1.400.000, cối kim loại, thân là thân carbon, tay quay là tay quay kim loại nha, ngoại hình máy có bị xe xước này. Đấy, dòng này Ultra, tôi ra hàng VIP của thằng Shimano nha. Rồi con này để cho anh em giá là 1.300.000, xây 8.000. Mã số 6, 1.300.000, mô pin sóng đuôi tay trái phải nha. Cái này là mô pin sóng đuôi tay trái phải, hàng nội địa nha, đời cao ABS, chuyên cho đem đến lục xa bờ, câu cẩu tra cẩu biển. Rồi mã số 6, 1.400.000. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy câu, con này là dòng đây, một con máy câu cố nông, con này là dòng Daiwa Sport Cat, con này dòng Daiwa nha, con này là cước số 8 vào được là 150m nè, cước số 7 vào được 170m, cước số 6 vào được 200m nha. Đấy, con này là dòng cố nông, chuyên cho anh em đánh lục xa bờ đây. Đấy, máy rất là to nha, to khỏe, dòng này anh em tải cá khoảng 15-20kg vẫn được bình thường nha. Trang bị con này là tay quay là kim loại, cối là thân carbon và cối carbon nha. Đây, chỗ này chiên cho anh em lục xa bờ, dòng trâu bò này, dòng này là dòng cứu nông này, cứu nông nha, mọi thứ hoạt động tốt hết. Mấy dòng này thì hơi bị trâu bò luôn, anh em câu thì bao giờ cho nó hư. Cái này là cái người chủ cũ là người ta có gột và hai bên này, gột hai bên một chút để cho người ta gắn vào bát máy cho nó dễ tiện nha. Rồi con này hàng đây qua, con này để cho anh em giá là 1.300.000 nha, 1.300.000, hàng đây qua cấu nông, mua pin sóng, xây thêm máy 4.500, xây thật con này là khoảng là 9.000 nha. Rồi mã số 7, chọc mã số 8. Rồi đây, mã số 8 tiếp tục là một con máy đây qua, dòng này là dòng tay quanh xuất nhật nha, dòng tay quanh xuất nhật, dòng này thì thôi câu rất là bền bỉ luôn, chuyên cho anh em câu biển. Dòng này là nó anh kháng mặn đồ nha, anh em là xây của nó là xây thêm mấy 3.500, xây thật con này khoảng là 7-8.000 nha, 8.000. đấy, con này mã số 8 tải khoảng 8.000 nha, đây qua. Rồi con này xây khoảng 8.000 này, đây qua này, mô pin sóng đuôi tay trái phải nha.
đấy thì còn rất là đẹp hàng, đây qua tay quanh xuất nhập. Rồi con này thì cho anh em giá là mã số size 8.000, mã số số 8. Con này thì cho anh em giá là 450k, mã số 8. 450k. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một con máy Abo. Đấy. Mã số 9 tiếp tục là một con máy Abo. Con này thì size thứ mấy 5.000, size thực con này là 6.000 nha. Dòng này thì dòng đời cao ABS, chuyên cho anh em đánh lụp xa bờ luôn. Đấy. Máy hoạt động mượt mà nha, dòng Abo. Dòng này dòng Carina. Rồi, con này để cho anh em giá là 1.500k nha, 1.500k. Gatio là 4.8, xây thứ mấy 5.000, xây thật là 6.000. Đấy. Đời cao ABS, mã số 9 Abo, giá là 1.500k nha, chuyên cho anh em đến lọc sờ bờ. Tập mã số 10. Rồi, tiếp tục mã số 10 là một cây càng sút, dòng này dòng Marine này. Dòng Marine thì đánh cực kỳ đỉnh luôn, phô càng cực kỳ dày luôn nha. Trang bị là pad Fuji này, cứng 25, độ dài là 4m20, dạng khoe này dạng khoe Fuji này, dạng khoe Fuji gặp nha. Đấy, cái này là cứng đây. Cứng 25 nha. 25 này cây này cứng như 27 mấy dòng khác á. Đây, phô càng rút ra là cực kỳ đẹp luôn này. Đấy. Cái càng này rút ra là cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hầu như là chỉ bị mà sơ xước dăm một xíu chỗ này thôi, còn lại là mới tinh luôn nha. Rồi. Cái này mã số 10, suit Master, cứng 25, độ dài là 4m20, pad Fuji, dòng Margine. Cái này thì đánh cực kỳ xịn, có đấu trọng luôn nha. Đấy, vô càng cực kỳ mới luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.300k, mã số 10, 1.300k nha. Tiếp tục mã số 11, 11 tiếp tục là một con máy cao. Đây, 11 tiếp tục là một con máy cao. Rồi, một con máy cao chuyên cho anh em luôn. Dòng này là dòng Shimano. Con này là dòng Shimano nha. Dòng này là Anos. Đấy, dòng Anos xây theo máy con này là 1.000. Sự thật con này là khoảng là 2.000 thôi. Con này chuyên cho anh em luôn relax. Con này được sản xuất ở Malaysia. Đấy, dòng Shimano này sản xuất ở Malaysia nha. Nguồn hình con này là khá là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Chuyên cho anh em luôn relax. Xây theo máy 1.000, xây thật khoảng 2.000 thôi. Mô pin sóng đôi tay trái phải nha. Dòng đời cao ABS. Ngoại hình máy thì hầu như là mới tinh luôn. Đấy. Hầu như chưa có một cái vết xước nào nha. Rồi con này để cho anh em giá là 800k. Mã số 11, 800k nha. Shimano Anos Malaysia xuất nhập. 800k. Mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một con máy cao đi qua. 12 tiếp tục là một con máy cao đi qua nha. Con này thì dòng Spotlight, dòng Spotlight nha. Trang bị là phun kim loại, dòng đi qua Span nha. Con này cũng hàng nội địa Nhật luôn. Đấy. Con này thì phun kim loại này. Con này thì máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Con này thì có bị sơ xước những điểm thế này này, đây. Sơ xước vài điểm li ti nha. Nói chung là ngoại máy, họ hình máy còn rất là đẹp, chỉ bị sơ xước vài điểm li ti vậy thôi. Rồi. Con này là xây thưa máy là khoảng 6.000 nha. Đây, mô pin sóng đôi tay trái phải này, máy hoạt động mượt mà. Rồi, đây qua. Xây theo sau xây khoảng 6.000, cước số 5 vào được 285 mấy, cước số 6 vào được 230 mấy và cước số 7 vào được 190 mấy nha. Xây 6.000. Rồi, máy cực kỳ đẹp. Rồi con này để cho anh em giá là 600k. Mã số 12, 600k. Tiếp tục 13. 13 tiếp tục là một con máy Daiwa. Đây. Một con máy Daiwa. Con này thì dòng tay trái nha, máy ngang tay trái đây. Nhiều anh em cực kỳ thích đây. Đấy. Máy ngang tay trái Daiwa nha. Con này thì hàng Japan. Đấy. Con này là hàng Japan này. Con này là hàng Japan Gatio, con này là 6.2 nha. Gatio con này là 6.2. Đấy. Con này máy hoạt động mượt mà này. Gatio là 6.2, chuyên cho anh em lưu relax câu biển nha. Đấy. Cấu hình máy thì cực kỳ đẹp luôn. Máy ngang lưu relax. Gatio là 6.2. Rồi con này mã số 13. Con này để cho anh em giá là 1.800k nha, 1.800k.
1.800k nha, mã số 13. 1.800k máy ngang tay trái. Tiếp tục mã số 14. Rồi, 14 tiếp tục là một cây cần cần tay, cây này của thằng Ryobi, cũng hàng nội địa Nhật luôn. Tay cầm là cũng chỉ thế này đây. Tay cầm là cũng chỉ thế này đây, ngộ hình cần này. Đấy, các liệu là carbon sáng vòng, kiểu như hay da vậy á, cần cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cứng mấy hát đây, cái này cứng 5 hát nha. Cứng 5 hát, để em coi độ dài nó khoảng bao nhiêu mét. Rồi, độ dài cái này là 4m50. Độ dài là 4m50 nha, độ cứng là 5 hát, cần thì mới tinh luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.200k. 5 hát nha, chất liệu là carbon 1.200k nha. Nó kiểu như carbon hay da sáng vòng đó. Đấy, kiểu như NFT vậy. Rồi, Ryobi hàng nội địa nha. Đấy, cần tay carbon. Rồi, giá là 1.200k, mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Tập 15 là tiếp tục là một cây cần tay Shimano. Cái này là độ dài là 5m30. Một cây cần tay Shimano nha. Tay cầm là cũng chỉ. Độ dài cái này là 5m30 nè, Shimano. Đấy, độ hình cần. Rồi, cái này cứng mấy hát đây. Cái này là cứng là 3H nha, cái này cứng 3H rồi, độ dài cái này là 5m30 này, chất liệu là carbon sống bồng này, ngộ hình cần cũng mới tinh luôn. Rồi cái này cũng để cho anh em giá là 1.100.000 nha. Cái này giá là 1.100.000, 5m30 Shimano. Đấy. 5m30 Shimano nha. À Sapa. Rồi giá là 1.100.000, mã số 15. 1.500.000, 15. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cái này là 2m70. Rồi, cái này là hạt bay carbon 2m70 thì tay cầm là cũng chỉ này, ngộ hình cần. Cái này thì để cho anh em giá là 600k nha. 600k, độ cứng cây này là 3H. Độ cứng 3H, độ dài là 2m70 nha. Đấy, cái này là giá là 600k, mã số 16, cần tay carbon 2m70 phô cần. 600k. 16. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần tay carbon, một cây cần tay carbon Shimano. Đấy. Một cây cần tay carbon Shimano nha. Độ dài cái này là coi nè, một cây carbon hai da này của ông Shimano. Cái này là độ dài là mấy mét đây, để em. Đây là độ cứng là 6H này. Độ dài cái này là 4m50, độ dài cái này là 4m50 này, chắc liệu là carbon hai da sống sống vòng thế này nha, của thằng Shimano. Phao cần này thì quá đỉnh luôn. Rồi cái này đi cho anh em giá là 1.800k nha, cứng 6H. Cứng 6H, độ dài là 4m50, giá là 1.800k. Phao cần này thì đánh thì bao giờ cho nó hư. Rồi. Mã số 17, 1.800k. Carbon hai da Shimano nha, cái tem này nó hơi bị mờ rồi. Cái Shimano này. Rồi, mã số 17. Tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là một cái cần sấp. 18 tiếp tục là một cây cần sấp, độ dài cây này là 36, độ dài cái cỡ độ cứng cây này là 33 nha, độ dài cây này là 3m60 này, dàn khoe này dàn khoe Fuji gập này, đấy, đọc quốc ra này, đấy, cái này là cứng 33 nha, độ dài cây này là 3m60, chất liệu là carbon, không cần quốc ra này, cái này chuyên cho anh em đánh bộ lực nha, cái này 33, độ nãy nó tới 35 luôn nha, độ nãy cây này tới 35, rồi cái này là của thằng đây qua Japan, 3m60, dòng suit Super suit, dòng này dòng Super suit nha. Rồi, dòng khoe là dòng khoe Fuji gặp Pat Fuji. À, ngon càng còn cực kỳ mới luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là cứng 33, độ dài là 3m60, giá là 1.500k. 1.500k, mã số 18.
Rồi. Rồi em đây 18 cần nha, anh em nhớ liên hệ của số điện thoại em có ghim trên màn hình ạ.